chuyện kể rằng có chàng thạch xanh, người con của núi rừng, sinh ra trên đá lớn cùng soi đá, người đốn củi rồi bao mùa đông giá. Chuyện kể rằng có chàng thạch xanh, sức mạnh phi thường, chém chân tinh, giết đại bàng, gây đan dẹp giặc, đẹp tình núi sông. Nào ngờ đâu lý thông kia bác ác gian tà, dối trên lừa dưới cướp công của chàng. Nhưng ở đây ta đâu thắng được thiện, để rồi lý thông kia trời đất không tha. Định tình tang vang động đất trời, tạc trong bia miệng tiếng đời ngàn thu. Chén vơi lại tiếp chén đầy, mấy ai có được tháng ngày thảnh thơi. Mẹ ơi, hả? Cõi đời có bao nhiêu vui sướng, ước chi mình tận hưởng bấy nhiêu. Cứ thực thà thì nước lọ cơm niêu, phải gian trá mới nhà cao cửa rộng. Ăn đi quan, sao uống nhiều thế quan? Mẹ thì mặc ai giữ tình sâu nghĩa nặng, ta ước chi mình chức trọng quyền cao. Ở đời người như giấc chiêm bao, ai đem phú quý đặt vào tay tay ta, ví không hiểm độc gian tà, tài hèn đức bạc khó mà bình nghi bình thần. Hình như chống nhà quan đấy mẹ. Quan ơi, gì đấy quan? Mẹ ơi, hả? Hình như quan sắp vào nhà mình đấy mẹ. Rồi đi đâu đấy quan, đi đâu? Không dây với quan. Làm sao? Dây dưa với quan, một là mất tiền, hai là mất mạng. Ui này, rồi ui, không phải sợ, đã có mẹ đây rồi. Mẹ con mình cứ vào ăn như thường, vào đi quan, sợ gì? Có mẹ đây rồi, vào đi quan, ăn đi không sợ, ăn đi. Truyền dạy tới lượt Lý Thông, canh miếu chân tình phải đi tức khắc. Mẹ ơi, hình như hôm nay chú mày nào đến lượt con miếu chân thần đấy mẹ à. Quan ơi, bọn quan lại này á chỉ thích ăn cái khóc,
quan cứ vào, đút đầy mồm đầy miệng là xong, phản quan, phản quan. Dạ, trăm lệ quý nhân à. Dạ, lệnh truyền quá gấp, công việc nhà đang lúc rõ ràng, cúi xin ngài thư lại cho con, ơn lượng bể, con xin hậu tạ. Tạ gì? Rượu. Dạ. Nghe nói rượu nhà Lý Thông ngon lắm. Dạ, rượu thì bao nhiêu cũng có. Còn còn xin hậu tạ thêm mà. Vậy thì nhìn đây, anh nhất, anh nhị, tam, tam, tam. Dạ bẩm quan, thế là thế nào ạ? Bạc 300 lạng. Còn nữa, nhất, nhất, nhất. Dạ thế là thế nào nữa ạ? Một nén vàng 10. Cái thằng chó kia, nó đòi kinh lắm. Nhưng 300 lạng bạc, một nén vàng 10, thế là 3 năm nấu rượu của mẹ con mình mất công toi rồi. Quan ơi, bọn quan lại này á, con chỉ cần vào mặc cả nữa là xong. Vào đi quan, vào đi. Dạ, trăm lệ ngài à. Dạ, cả cơ nghiệp nhà con có bán hết đi cũng chẳng đủ 300 lạng bạc. Con biết lấy gì để tạ ơn ngài ạ? Mặc xác nhà anh, nào chỉ có riêng thằng này, con khới kẻ trông vào khoản đấy. Như Lý Thông đã biết đấy, tới miếu Chan Tinh là không được về. Trời ơi. Mẹ, mẹ làm sao vậy ạ? Lý Thông ơi, mẹ con mình mà không lo được khoản này thì chết mất quần ơi. Sao, có chịu mất của không thì tùy, hay đành mất mạng. Dạ, trăm lệ ngài ạ, xin ngài sinh phúc cứu con, ơn lượng bể, con xin tạ ơn ngài bạc 200 lạng à. Bạc 200 lạng á, mặc xác nhà anh, chơi lên, sẽ rơi đâu. Mẹ ơi, cả cơ nghiệp nhà ta có bán hết đi cũng chẳng đủ 300 lạng bạc. Không lẽ nào con chết bởi Chân Tinh, trời giết ta rồi. Lê Thông, bình tĩnh quan, bình tĩnh, rồi mẹ quan mình sẽ tìm ra cách thoát. Bình tĩnh quan ơi. Sao, nghĩ gì mà lâu thế? Dạ, bẩm quan. Dạ mời các quan cứ về, để mẹ con còn thu xếp bạc vàng nữa. Nghe có lý, nghe có lý. Về. Nghe có lý. Về. Quan, nghĩ đi. Nghĩ xem có cách nào mà mẹ con mình không phải đi cành miếu chăn thần. Tội chết kia, tội tay nhường cho kẻ khá. Nói đi. Nói đi. Thạch xanh. Thạch xanh. Thạch xanh. Ôi, Thạch Xanh, tao sẽ bắt mày phải đi thêm ạ. Đúng. Thạch Xanh, ta đã có Thạch Xanh. Mẹ, giờ này chắc Thạch Xanh nó sắp đốn củi về đấy. Mẹ hãy vào trong nhà, cứ coi như là mẹ đi lễ vắng nhà. Rồi sao nữa, quan? Mẹ cứ vào, mọi việc ngoài này đã có con lo. Thạch Xanh nó về đấy, quan ạ. Vào đi mẹ, vào. Thạch Xanh, vào đây em. Em cứ hay lam làm nên hay về muộn. Anh đợi em từng khắc từng giờ. Úi chà chà, Thạch Xanh em tôi, tay sắt chân đồng. Anh biết không, lấy củi xong em cất gánh ra về, bỗng gặp một người bị con gấu đuổi. Em vội vàng vứt tung bó củi, cầm búa lao vào một búa, con gấu thơi đấy. Thế nó đâu?
Ai đâu? Con gấu ấy. Sao em không đem nó về đây ăn thịt, nấu cao, lên mặt? Em chỉ nghĩ cứu sống người đã được. Anh Lý Thông, cầm hộ em cái búa. Kìa, thạch xanh anh. Nhắc hộ anh tảng đá nảy lên, không nó đẹt chết anh bây giờ. Cái búa vẫn tiếp củi của em ấy mà. Đứng lên đi, đứng lên đi anh. Mạnh tay thế em. Nuôi con bò tót trong nhà do khổ, con gảy mất mạng trả chơi. Kìa, thạch xanh, lại đây. Rượu với thịt anh để phần em đó. Ăn đi, ăn đi em. Sao hôm nay anh phần em nhiều thế? Nào dễ mấy khi, bấy lâu nay ăn uống chẳng ra gì. Anh em ta cùng nhau kết bạn, em về đây chung bóng chung hình, giúp mẹ đỡ anh, em chẳng quản công mình. Lắm lúc nghĩ thương em, thầm nhỏ lệ. Để em cất số thức ăn này đi phần mẹ. À, mẹ đi lễ vắng nhà, mai mới về. Ai thế anh? À, làm gì có ai. Con chó nhà hàng xóm, thỉnh thoảng nó sang gặm xương đấy mà. Mẹ đi lễ vắng nhà, mai mới về. Anh phải cất cho xong mẹ rượu, để ngày mai người ta đến nhận. Tiền lấy trước rồi hàng phải có trao tay. Nhưng vừa rồi có chuyện không may, nhà lại đến, bắt anh em mình phải đi kênh miếu. Anh phải lấy rượu ngon ra biếu, rồi xin cho em được ở lại nhà. Núi thẳm rừng sâu, núi thẳm rừng sâu anh chẳng quản cơm mình. Còn em hãy giúp anh cất cho xong mẹ rượu. Công việc ấy thì em xin chịu. Em chưa biết làm sợ hỏng rượu của anh. Thôi, anh cứ ở nhà em sẽ đi canh. Kìa mẹ, sao anh Lý Thông của mẹ đi lễ ở nơi xa? Mẹ không nói thế, đời nào em đi canh miếu thay anh. Đúng đấy. Anh sợ đi canh miếu phải không? Ai chả sợ. Biết bao người đến đấy, có về được đâu. Em, ngôi miếu ấy có con chân tinh độc ác, đã sát hại biết bao dân lành vô tội. Mẹ ơi, anh Lý Thông ơi, máu chảy đâu rơi ơi, bao người bao người thời máu chảy đâu rơi chưa xác ơi ơi à mà để xương phơi chứ xương phơi giữa rừng ơi. Thời là con đi ơi, nay con nay thời nghĩ không đã từng chư dân thân diệt đi ác ơi. Đi canh miếu thay anh, em sẽ giết chết chân tinh để trừ hậu họa cho muôn nhà. Kìa mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Thôi, em đi đi, mẹ đã có anh lo, đi đi, đi đi em.
Trăng đầu tháng phía sau ngàn vội khuất, gió dịu rồi ta thắp một tuần nhang, đốt lửa lên cho ấm cả rừng hoang, tàn giá lạnh màn sương trên tán lá. Sương phơi trắng xóa, sương thỏ sương nai, không phải sương người. Bên cũng vậy, ta chạy lòng đau thương kẻ khuất rồi, thu nhặt đống xương này mai táng. Khoan, khoan đã, ta đợi người đã lâu, sao giờ ngươi mới tới, lại dám phạm vào vườn cảnh của ta? Với chân thân xương trắng ấy là hoa, dòng máu đỏ thân ngươi là rượu quý. Ta hiểu rồi, vì sao xương phơi trắng xóa. Với chân thần tội ác của ngươi đây, ngươi đang ẩn mình trong miếu cổ hay núp dưới lùm cây, ta cũng quyết tìm ngươi trị tội. Ôi Thạch Sanh, ngươi chẳng phải tìm, ta sẽ đàng hoàng biến lại, ngươi không thể nào nhìn thấy ta đâu. Ta ở đằng trước, ta ở đằng sau, ta ở quanh ngươi nhưng ngươi không hề biết, ta ở đây và ở nhiều nơi khác. Trên thế gian này đâu cũng có ta, ta ở gần mà ta cũng ở xa. Nếu chiếm được thì lòng ngươi ta cũng ở. Ta đã quen nhìn con nai con thỏ, ta đã thường trông con cáo con hùng, còn phép gì, còn phép gì ngươi hóa thử ta xem. Chém đầu. Anh Lý Thông, công việc ở nhà thế nào?
mà anh lại đến đây? Mà anh đi cùng với ai thế? Kìa, anh Lý Thông, anh Lý Thông, anh đâu rồi? Anh Lý Thông. Thạch Xanh ơi, em chết chưa? Thạch Xanh đâu? Thạch Xanh đâu? À, mọi việc ở nhà xong cả, anh vội vã theo em. Này đây, rượu rất ngon, em lại đây nếm thử. Thôi, anh cứ về nhà nghỉ. Em phải giết Chân Tình, phải rửa sạch oán hờn cho bao người oan khuất. Có lẽ nào nhà vua lại nuôi loài độc ác, dù có phạm tội tày trời, em cũng phải giết Chân Tình. Ôi giời ơi. Em lại đây, anh nói rõ sự tình. Chân thần chạy rồi, em chưa có ngơi. Nếu có lửa ta hơi giống Chân Tình, con rắn độc tội lỗi người thân của. Mặt người nhìn long lên ác độc, cái đuôi cuộn tròn giấu ở sau lưng. Người trông giống hệt Lý Thông, nhưng chính ngươi là loài quỷ dữ. Ôi, ta chẳng cần phải hô phong hoán vũ, quyết cùng ngươi sống mãi một phen. Tiêu diệt được con vật hung dữ để trừ họa cho muôn nhà. Giờ này không về là vĩnh viễn không về con ạ. Thôi thì mẹ làm con gà với đĩa xôi để táp hương nó. Không nó về nó oán mẹ con mình chết. Come to the dream.
rồi đấy mẹ nhỉ. Ồ, được rồi đấy con ạ. Khiếp, giết con gà to thế, giết con bé bé thôi, gọi là làm phép thôi. Lúc nó còn sống nó ở nhà mình nó ăn thúng nổi trôi dế, bây giờ nó chết rồi, giết con to nhất đàn, có phải phi của phi hoài không? Anh Lý Thông ơi. Ơi, ai gọi đây? Em đây, Thạch Xanh đây. Con ơi, Lý Thông ơi, con ơi, con ơi, con ơi, con làm sao thế này Lý Thông ơi? Tịch xanh lên mẹ. Anh Lý Thông ơi. Quá anh ấy, hàng ngày nó về cho lợn có kêu râm ran như thế này đâu. Chắc là hồn ma nó đấy mẹ. Anh Lý Thông ơi. Mẹ ơi, anh Lý Thông ơi. Trong làn khói sương mờ ảo, Thạch Xanh chân bước tựa bay về tìm mẹ Lý Thông để xin. Ôi, mẹ lạy con, mẹ lạy con, Thạch Xanh ơi, mẹ lạy con, tất cả là mưu mô của thằng Lý Thông, mẹ lạy con, Thạch Xanh. Ôi, này, hồn ma của Thạch Xanh đã mò vào giường Lý Thông vẫn thường ngủ đây. Để làm gì? Để bóp cổ Lý Thông. Vớ vẩn, tôi làm gì mà bóp cổ tôi? Mà bóp cổ tôi sao được? Giả đấy. Đi nơi khác chơi rồi anh làm lễ thật to để cung tiễn. Kìa mẹ, anh Lý Thông, hai người làm sao vậy? Mẹ ơi, đúng là Thạch Xanh bằng xương bằng thịt. Thạch Xanh à? Thế không biết canh miếu à? Canh rồi. Ô, xong rồi. Có quà cho mẹ và anh đây. Gớm, em khách sáo quá. Đã đi canh miếu thay anh, lại còn có quà cho mẹ và anh nữa chứ. Thế quà gì đấy hả em? Mẹ và anh cứ mở ra xem rồi sẽ biết. Cái gì mà dâu giống dâu dê, dâu dê, nhưng sừng không giống sừng trâu lắm. Chả giống tí nào. Này, Thạch Xanh, đây là cái gì đây hả em? Đây là đầu chân tinh. Chính con vật hung dữ này đã sát hại biết bao dân lành vô tội. Hôm nay em mang đầu nó về đây để mẹ và anh cùng mừng. Để từ nay, mọi người không còn phải sợ nó nữa. À, em ra ngoài giếng tắm ù cái đã. Ôi con ơi, cái đầu nó to à chưa đây? Úi giời, nhìn hai cái mắt thì cứ phải đúng là hai con mắt. Này, con này nó ăn gì đấy hả con? À, nó ăn run ăn dế đấy con ạ. Mẹ chẳng biết gì cả. Nó thích ăn thịt người. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, con lại chân thần đừng ăn thịt tôi. Mẹ, mẹ không phải sợ. Mẹ hãy nhìn đây. Nguồn vui phú quý là đây. Ôi chức trọng quyền cao, ôi vinh hoa phú quý. Bỗng dưng vẻ tay nó như chơi, chiếu chỉ nhà vua vượt truyền xuống khắp nơi, rằng ai chém được đầu chân thần sẽ được phong quận công và trọng thưởng. Ôi Thạch Xanh, công mày đó, nhưng tao sẽ không cho mày được hưởng. Mẹ ha,
Bây giờ mẹ làm theo con. Làm theo con à? Đúng. Ok mẹ. Anh Lý Thông, hai người làm sao vậy? Thạch Xanh ơi, anh nhìn thấy đầu chân thần, anh sợ. Nó chết rồi, không hại được mình đâu anh ạ. Em tưởng anh sợ nó hay sao? Anh sợ vì tai ương ập đến, chiếu chỉ nhà vua vừa truyền xuống rằng chân thần là vật báu của vua nuôi. Đúng rồi đấy con ạ. Đây mà là vật báu của vua nuôi ư? Đúng. Chính vị thần này đã giúp vua dẹp giặc lên ngôi. Quan bản hạt phải cắt người ra canh và cung lễ. Trước khi đi, anh dặn dò căn kẽ, nên giờ đây sự đã lỡ rồi. Mẹ hả? Mẹ vào trong buồng lấy cho con vương vải đỏ. Để làm gì hả con? Để con gói đầu vì ân nhân cứu mạng của đức vua. Ôi, được rồi, để mẹ bảo mẹ lấy. Để mẹ bảo mẹ lấy. Đây rồi con ạ, đây rồi. Mẹ hả? Bây giờ mẹ mang vào trong buồng. Ừ, cất đi, cất đi. Đợi lúc khác chôn. Lúc khác chôn. Kìa, Thạch Xanh. Thôi, em hãy tạm trốn đi nơi khác. Anh và mẹ chôn giấu đầu chăn xong rồi sẽ tìm em. Thôi, đây có chút tiền, em cầm tạm mà tiêu. Anh xin thề sẽ không phụ nghĩa. Mẹ và anh đã, thì ta lại trở về gốc đa chốn cũ. Bằng nẻo dặm ngàn từng nghề xanh đời băng nẻo dặm ngàn nay gốc đa chốn cũ ơi ơi để đợi ta trở về vì chung vì chung xin đây trông mê ngóng mê mỏi mòn rồi đây trông mê ngóng mê mỏi mòn. Quân ơi, con khóc thật đi à? Con khóc. Làm sao mà khóc? Con khóc vì sung sướng quá, sắp được làm quận công rồi. Thank you.
của ai? Đến đây có việc gì? Chúng tôi đuổi theo đại bàng hòng cứu công chúa. Ta nhìn thấy một con đại bàng cắp một người con gái bay qua. Ta giương cung ra bắn. Đại bàng bị thương và xả xuống đất. Nó chui xuống dưới hang này. Thế tướng của các ngươi đâu? Tướng đây, tướng đây, tướng đây! Kìa anh Lý Thông, anh được làm quan từ bao giờ vậy? Lâu rồi em ơi. Em ơi, phúc đến nhà ta, anh được nhà vua cho làm quan tương đối. Em ơi, ngày ấy anh đi tìm em lạc lối, may gặp được tiên ông, người ban cho phép thần thông. Qua hội thi tài, anh được vua phong chức quận công. Anh hối hả trở về quê cũ, cố tìm em để chia sẻ ngọt bùi. Bỗng khi cay đắng, nhưng trên đường về bỗng gặp chiêu chỉ ra rằng chim đại bàng đã cấp mất công chúa Quỳnh Nga, ai cứu được sẽ phong làm phò mã, dẫu có tội thì trời cũng đặc ân đặc xá. Dạ mà vẫn cho làm rể đức vua. Linh, dạ, chuẩn bị dây để ông xuống hang cứu công chúa. Dạ. Thái Xanh, nhìn nhanh đây. Vũ khí của ông. Dạ, tẩm đức ông. Vũ khí của đức ông đây ạ. Thái Xanh, xem anh đây. Thạch Xanh, ngẫm thương em vì họa lớn hôm xưa, anh muốn giúp em lập công này chuộc tội. Anh em ta lại vui vẻ sớm tối, cùng hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Linh, dạ, lại đây chào em ông đi. Dạ. Linh, dạ, chuẩn bị dây để Thạch Xanh em ông xuống hang cứu công chúa. Dạ. Yeah. Nhanh lên chôn. Dạ. Thạch Xanh, cố lập công này mà chuộc tội. Cố lên, xuống đi, xuống đi đừng sợ. Chàng cứu mạng, tiếp xin tạc lòng sơn, gặp gỡ lần đầu chưa biết họ tên. Xin hỏi chàng là ai thưa chàng dũng sĩ? Chàng là ai mà tấm lòng nhân nghĩa? Chàng là ai mà sức mạnh phi thường? Dạ, Trình công chúa, tôi là con của núi rừng, sinh trên đá lớn lên nhờ sỏi đá, là bạn của bốn mùa hoa lá, là con của làng bản quê hương, là kẻ ghé vai gánh đỡ khách qua đường, người đốn củi sưởi bao mùa đông ra, là người thổi sáo tre kèn lá, thanh thản tấm lòng như một áo mây bay. Dạ, tiếp xin đổi ơn chàng, người con của núi rừng.
trời dài ngày vắn tựa găng tay. Xin công chúa gấp về ngay kẻo vua cha sầu não. Chàng đã giết đại bàng hung bạo, như Lý Thông đã chém được Chân Tinh. Sao? Lý Thông đã chém được Chân Tinh ư? Đúng vậy. Trăm họ từ nay sẽ được sống thanh bình. Dạ, thiếp xin chàng hãy về kinh đô để vua cha tạ ơn người cứu thiếp. À, xin công chúa hãy lên trước, vững đôi tay cầm chắc sợi dây bền. Trên cửa hang sẽ kéo nàng lên. Tôi ở lại tìm trong hang tối, xem có ai bị giam cầm trăng trói. Cứu hết mọi người, tôi sẽ lên sau. Vậy xin chàng hãy mau mau, để kịp về với thiếp. Đường xa vắng xuống gành lên thác. Có chàng đi thiếp mới yên lòng. Chớ lo chi khi vượt suối băng ngàn, có quân lính triều đình hộ giá. Lý quận công đang đợi nàng trên đó. Đường về kinh gian khó chẳng là bao. Chàng ơi, thiếp gặp chàng giữa chốn hang sâu, mà tưởng giữa trời cao vời vời. Từ độ trăng tròn thiếp thường mong đợi, gặp được người thưa thiếp văn hẳn. Chờ tiếp đời. Cứu tôi.
Bây giờ người cứ ở đây để tôi ra gọi người thả dây xuống cứu chúng ta lên. Thả dây xuống đây. Kéo lên đây. Thạc Xanh ơi, anh thương em lắm. Có phải trời lay đất chuyển mà đã ở trên lao xuống ầm ầm, cửa hàng bỗng chốc tối sầm. Đường lên cửa đã chèn chặt lối. Thái tử Long Cung ơi, không phải trời lay đất chuyển mà chính bởi lòng người đen tối. Chính Lý Thông kia đã cho lớp cửa hang, gã lừa tôi giết được Đại Bàng, cũng như lừa tôi chém Chân Tinh lần trước. Thái tử Long Cung ơi, thành thực tin nhau giờ tôi mới biết lòng dạ con người nham hiểm quá yêu ma. Nghe anh nói người thay đen đổi trắng, ngẫm nhân tình thế thái mà đâu. Một chút tiền là có thể giết nhau, một chút lợi là nhẫn tâm xảo trá. Anh ơi, cõi đời ghê sợ quá. Anh ngay về thăm chốn Long Cung, ở đấy con người có thủy có chung, ở đấy con người có nhân có nghĩa. Không, không còn đâu hơn cõi đời được nữa. Dẫu vẫn còn trăm ngàn kẻ Lý Thông, nhưng đời vẫn có muôn người lòng rộng lớn mênh mông, vẫn sáng đức thật thà, vẫn tấm lòng nhân ái. Em đã có lòng xin cảm tạ tình em, anh sẽ mở đường lên em chớ ngại. Chốn thủy cung mình em trở lại, dọc đường xa anh dặn nhớ ghi lòng. Phải phân biệt rõ đục trong, phải biết đâu tà đâu thiện. Đường qua chốn thủy cung cũng tiện, mời anh về thăm Đức Long Vương. Đường còn xa chắc trở khôn lường, có anh về em thêm vững dạ. Thôi được, anh sẽ đưa em về đến Long Cung. Biển cả em đềm sóng lặng nước trong, nhưng biết đâu lại có hồ tinh hay thủy quái. Em sẽ mở đường về dưới ấy. Kìa, nước chiều xanh nước dâng bốn y biển y. Thank you.
chốn Long Cung tuy chàng đẹp ý, nhưng tình quê vang tiếng gọi thiêng liêng. Chàng ra về, chấm trộm tủi lòng riêng, châu ngọc quý tạ ơn chàng chẳng nhận. Dạ, đã bao phen vì người cứu nạn, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến công ơn. Xin đội ơn tấm lòng của Đức Long Vương, tình thương mến bạc vàng khôn sánh được. Dạ, muôn tâu, chàng là người dũng lược, sức mạnh của chàng là sức mạnh vô song. Tấm lòng của chàng càng rộng lớn mênh mông, mà trong sáng không bụi đời vẩn đục. Tấm lòng ấy chẳng rát vàng nạm ngọc, mà chứa chan tình nghĩa với muôn người. Chàng sinh ra là để cho đời. Dạ muôn tâu, có một thứ chắc được chàng thuận ý ạ. Nếu quả vậy, ta tặng ngay chàng thứ đó. Lão thần ơi, vật quý ấy là chi? Dạ, dạ thưa cha, chính cây đàn ấy đã có từ ngàn xưa, vẫn được gìn giữ và nâng niu trong điện ngọc. Bấy lâu nay chưa ai gảy được, bởi bản ấy chưa xứng với cung đàn. Hãy lấy ra ngay, ta sẽ tặng cho chàng. Được cảm ơn Long Vương và Thái Tử, cảm tạ Lão Thần, cảm tạ Long Cung. Tôi bước chân đi lòng sao xuyến khôn cùng, quên sao được những tấm lòng nhân nghĩa. Tiếng đàn đây là muôn vàn tiếng nói, tôi sẽ mang gầy giữa cuộc đời, cho tiếng đàn vang động muôn nơi, cho khỏi phụ tấm lòng người cao đẹp. Xin gửi tới lời chào bái biệt, chúc Long Cung êm đẹp bốn mùa xanh. Thank you.
phải là người trong mộng, mà sao chàng chẳng nói họ tên? Chàng làm ơn mà chẳng muốn đền ơn, chàng vì nghĩa mà không cần trả nghĩa. Chàng đã về sống nơi thôn xã, này hoa tươi lá thắm, yeah. Nhà vua làm nguyệt lão xe duyên, yeah. Ôi giữa chốn trần gian mà ta như được lấy tiên Quỳnh Nga hay Hằng Nga sáng ạ. Dạ dạ quan lớn đẹp lòng, kẻ mọn này cũng thêm vinh hiển, một mai kia chiếm được ngôi cao, dạ kẻ hầu hạ này cũng thêm lòng vinh hiển. Hoàng thượng giá lâm. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, giữa vườn xuân thơm ngát cỏ hoa, ta muốn làm nguyệt lão xe tư, gái sắc trai tài đẹp duyên cầm sắt. Đứng dậy đi con. Đứng lên quán gia. Chàng là kẻ vì dân vì nước, chém chân tinh rồi diệt đại bảng, ta sẽ ban ngôi phò mã cho chàng, hãy gắng sức để đền ơn mưa móc. Chàng trừ họa cho dân cho nước, ta yêu chàng vì những chiến công, rồi mai đây một dải non sông, ta sẽ trao cho chàng thống lĩnh. Dạ, đội ơn bệ hạ. Quỳnh Nga con. Dạ. Con phận gái như nhành tơ liễu, gặp phải cơn hiểm họa bất kỳ, ơn cứu sinh một chút đền nghỉ, con hãy đáp tình chàng dũng sĩ. Ngày mai cho chàng dâng sính lễ, mở tiệc mừng khắp chốn kinh đô. Dạ, trăm lạy vua cha, con xin được đôi điều phân tỏ. Tình nhi nữ có điều chi muốn ngỏ, cha cho con cứ việc giải bày. Dạ, trăm lạy vua cha. Cha tuổi già bóng xế, tương nữ nhi lẻ bóng cành khô, nên muốn con lầy lọc cành tơ mà tìm nơi trao duyên xứng đáng à. Con trẻ đẹp đôi cha cũng phỉ nguyền, khi nhắm mắt cũng được yên hồn phách. Trăm lạy vua cha, người cứu con thoát khỏi hang chim ác, có phải đâu là Lý Quận Công? Sao? Con nói sao? Dạ, trăm lạy vua cha, người cứu con thoát khỏi hang chim ác, có phải đâu là Lý Quận Công? Nếu không phải là Lý Quận Công, thì ai đã cứu con thoát nạn? Trăm lạy vua cha, lòng con vẫn nhớ thương vô hạn người cứu con. Người cứu con sao chẳng thấy về? Chàng là ai mà lạ lùng thay, nghe con nói tưởng người trong giấc mộng. Dạ. Dạ 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 muôn tâu hoàng thượng ạ. Có điều gì muốn nói, ta cho phép ngươi được nói. Dạ. Dạ có khi là khi thoát khỏi hang sâu giá lạnh. Khi thoát khỏi hang sâu giá lạnh, công chúa cảm hàn giấc điệp miên man. Công chúa cảm hàn giấc điệp miên man. Dạ nên mơ
thấy chàng dũng sĩ đó chăng? Cho nên mơ thấy chàng dũng sĩ đó chăng? Dạ, chứ người cứu công chúa thoát khỏi hang sâu giá lạnh. Dạ là Lý Quận Công tài cao đức trọng. Dạ, muôn tâu bệ hạ, kẻ hạ thần này tài hèn đức ngọn, nên chẳng được gương soi đến dấu bèo. Không muốn săn xe một sợi chỉ điều, nên công chúa mới lựa lời từ chối ạ. Dạ, muôn tâu hoàng thượng ạ. Dạ, đấng thiên tử một khi đã nói, đá nát bằng phai chẳng đổi thay nhời. Dạ, ý vua cha là ý của trời, xin công chúa giữ tròn chữ hiếu. Khi thoát khỏi hang ác điều, còn hôn mê hư thực không tường, chính Lý Thông đã giết đại bàng. Dạ. Có quan lính tùy tòng góp công và biết rõ. Trời, không phải vậy đâu cha ơi. Thôi đi, ý cha đã quyết một bề, con hãy mau sửa mái tóc thề, may áo cưới, đợi ngày hôn lễ. Không, cha ơi. Ê, công chúa đi đâu đây? Kìa, nàng nói gì đi chứ? Ồ, không cất được nên lời. Công chúa ơi, xin đừng nghỉ, đừng làm thinh. Công chúa nói gì đi chị ạ? Cầm rồi. Dạ bẩm quận công, nếu công chúa quả thực là bệnh trọng, dạ chúng phong nhập khẩu, thập tử nhất sinh. Nhưng con đã đoán trước được sự tình. Dạ nàng không nói chứ đâu phải là nàng không nói được. Nàng không nói chứ phải đâu nàng không nói được. Nhà vua vốn thành thực tin người, ắt càng ghét kẻ gian ngoa xảo quyệt. Sự thật kia một mai vua biết được, tránh cho khỏi búa nguyệt gươm trời. Nhưng Thạch Sanh đã chết, cả sự thật cũng chôn vùi trong lòng đất. Ngài quá khinh khi rồi. Thạch Sanh vẫn còn sống, lại trở về sống dưới gốc đa, gảy những cung đàn ghiu giặt ngân nga, cùng làng bản vui vẻ sớm tối đi à. Ê, quân công ơi. Quân công làm sao thế? Không giết được Thạch Sanh sao bưng nổi miệng mình. Hỡi hồn đại ba, hỡi hồn chẳng đi, hồn ba có còn mà vất đây. Có cắm dân Thạch Sanh, hãy về đúng ta khuất sức. Hãy vào khó lấy cắt bạc vàng, rồi bay đi vượt núi băng ngàn. Khi Thạch Sanh còn đang giấc ngủ, ta sẽ phái ngay những tên đào phủ đến gốc đá kia trói chặt Thạch Sanh. Tội san kia chứng cứ sạch sạch, quan sẽ thắng tay trừng phạt. Quận công quá là người.
hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta miễn lễ. Dạ. Ta đi giữa hoa thơm cỏ lạ, mà sao lòng vẫn thấy buồn thương. Con gái ta biếng ngủ biếng ăn, quan thái sư hầu mạch có tâu rằng lòng công chúa có điều chi phiền muộn không nói được, hay là con im lặng khiến lòng ta bao nỗi băn khoăn. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, kể từ ngày trọng dụng Lý Thông, văn võ trong quan ít người tin phục, bởi quận công chẳng trao dồi binh lược, chỉ giao du yến tiệc làm vui, bao tướng tài họ Lý bỏ rơi, phường xiểm định tiếm quyền đoạt chức. Lòng quân sĩ đang có điều uất, giặc lại lăm le nhòm ngó biên thủy, lỡ một mai vận nước lâm nguy, lấy ai kẻ liều thân cứu nước. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, chắc công chúa nghĩ rằng việc nàng trao duyên cẩm sắt nào phải đâu là chuyện thường tình, nàng mình mà phải cho dân cho nước, hẳn nàng chẳng toại lòng mong ước, nên sớm chiều tư lự niềm riêng. Bao dân lành nơi miếu cũ gửi xưa, bao người chết trốn hang sâu vùi xác, chém chân tinh diệt loài chim ác, cả nước mang ơn họ Lý đời đời. Bởi ta thương ta xót muôn người, nên trọng dụng kẻ vì dân cứu nạn. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, quân giặc đã tràn qua biên hải, đang ào ào kéo xuống phía kinh đô, thế giặc như bão táp phong ba, quân Trấn Hải đã gửi mình ngoài chiến địa. Dạ, muôn tâu. Thái sư. Dạ. Hãy truyền hịch khắp trong thiên hạ, cho giáo hóa cung tên dày đặc núi sông. Dạ. Truyền gọi Lý quận công. Dạ 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 dạ. Muôn tâu bệ hạ, có việc chi cấp bách, kẻ hạ thần xin vâng lĩnh ý rồi ạ. Giặc tràn sang biên hải vỡ rồi, khánh hãy mau cầm quân dẹp giặc. Lên quận công. Hành sao vậy? Dạ, muôn tâu bệ hạ, thần không sao ạ, thần chỉ thấy chóng mặt thôi ạ. Chém chân tinh giết đại bàng, sức thần vũ không kẻ nào dám địch. Khánh hãy mau ra ngoài cửa khuyết, lấy đầu tướng giặc treo lên cửa để làm gương. Thái sư. Dạ. Ta cùng ông trở lại gác Khuê Văn để thảo hịch truyền ra cho trăm họ. Dạ. Ôi giời ơi, thế là chết cha ta rồi. Ê, 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 quận công làm sao thế? Dạ xin quận công đừng lo, nếu không đánh được thì ta hàng giặc. Hàng giặc? Dạ. Dạ, chúng cướp nước ta, rồi chúng lại phải dùng ta. Một mai kia nhà vua sẽ mất hết cả Sơn Hà, còn ta thì vẫn vẹn tròn vinh hoa phú quý. Quá thật là diệu kế, dạ. Diệu kế. Dạ. Nhưng phải tìm ngay một tên to béo, giết nó lấy đầu. Dạ. Kìa kìa, bắt ngay thằng vẫn theo hầu đức vua, giết nó lấy đầu cho đội mũ quận công giá làm dũng tướng, rồi ta dâng lên cho địch để làm tin vả lĩnh thưởng. Dạ. làm ngay. Dạ quân làm ngay. À, đây rồi. Vào đây. Vào đây. Làm ngay. Hãy trả lời ta đi, là kẻ nào? Kẻ nào đã vu oan giáng họa cho ta? Kìa, công chúa. Công chúa.
từ quê, bao dặm dài mỏi gối chồn chân, giả đến thăm con giữa chốn tù giam, mang cả tình quê về đây ấp ủ. Thạch Xanh con ơi, dẫu mây đen có còn che phủ, nhưng trăng vẫn là trăng sáng tỏ giữa trời cao. Nghĩa tình con vẫn ở ngoài lao, sống giữa ngục tù nhưng con nào có tội. Giả vẫn tin rồi có ngày Đức Vua xét lại, cây ngày không chết đứng bao giờ. Con ở đây nhưng lòng gửi quê nhà, bên xóm núi cây đa, ở nương khoai đồi sắn. Giả ơi, ăn miếng cơm tù trăm cay ngàn đắng, con vẫn nhớ về hạt gạo quê ta giả. Thạch Xanh con, đây giả gói cho con nắm cơm thơm gạo mới quê nhà. Còn đây tấm áo chàm bà con mới nhuộm, xóm núi vẫn thương con vô hạn, vẫn nhớ người dạ thảo lòng ngay. Xóm núi vẫn thương con vô hạn, vẫn nhớ người dạ thảo lòng ngay. Giả ơi, làng bản thường con ơn nặng nghĩa dày, quên sau được những tâm lòng nhân nghĩa. Con ơi, con chưa về cây đã buồn ủ rũ, nhớ thương con, nhớ thương con nương lúa nghẹt đồng, thương con suối cạn khôi dòng. Quê hương nhớ con mỏi mòn sớm trong chiều đời, hỡi này con ơi. Quê hương nhớ con mỏi mòn sớm trong chiều đời, mà để chạy lòng tranh lòng xót xa. Con đi con là người thật là này mắc tiếng quan tà gian, mong sao vua hiền là mặt trời soi tỏ. Cây đàn thần Long Vương đã tặng, còn hay gảy lên cho tỏ nỗi oan này. Giả ơi, oan đức riêng con chẳng nói một lời. Con không muốn cây đàn đây nói giúp, tiếng đàn đây tiếng diệu kỳ bậc nhất, con dám đâu dành để nói cho mình. Chẳng kêu sao thấu đến triều đình, nỗi đắng cay của người dân lương thiện. Con biết nhà vua thương dân vô hạn, người hiểu sâu xa thế sự nhân tình. Nhưng quân giặc đang đánh phá kinh thành. Sao? Sao? Quân giặc đang đánh phá kinh thành. Trời ơi! Nhà vua còn phải cầm quân giết giặc, oan ức riêng con vua nào biết được. Còn mây đen che ánh mặt trời. Nghe tiếng kêu sao xác của bao người, biết vận nước đang treo trên sợi tóc. Giả ơi, bao uẩn khúc đời cơn con chẳng khóc, mà sau nay nước mắt lưng tròng. Đàn thần ơi, tiếng nói của muôn lòng, hãy vang động đến đoàn quân giặc dữ. Hãy dìu dặt những nhân lời nhân nghĩa, hãy ân cần khuyên dạy lũ gian tham. Phải rồi, con hãy gảy đàn lên thức tỉnh mọi lương tâm, cho nhân nghĩa xua tan cường bạo, cho quân giặc cuốn cờ hạ giáo,
cho bốn bề non nước bình yên, cho mọi người tràn chứa nỗi yêu thương, cho khắp chốn quê ơi. Tiếng đàn hãy bay qua cửa ngục, mang tình chung vang vọng đến muôn nơi, nhắn nhủ những ai mắt mà mây phôi, sớm biết đi dẹp cơn binh lửa cho tóc tan, khỏi ngập đuôn đi nhà đây. Phải chăng ai gầy khúc đàn thần nên tiếng sắt tiếng vàng như muôn ngàn tiếng nói, như nhắn nhủ lòng ai thiết tha kêu gọi, vang những lời nhân nghĩa sáng lòng ai, tiếng đàn kêu làm quân giặc chùn tay. Kìa, hàng vạn tinh binh đều chống gươm xuống đất. Chỉ có tiếng đàn dìu dặt ngân vang, đàn ai gầy từ đâu vọng tới? Dạ, muôn tâu hoàng thượng, tiếng đàn vang lên từ trong ngục tối. Một người tù bình dị thanh cao, khi biết tin giặc dữ tràn vào, biết vận nước treo trên sợi tóc, chàng đứng dậy rưng rưng nước mắt, rồi khoan thai gầy khúc đàn thần. Dạ muôn tâu, quân giặc đã quy hàng, trăm vạn tinh binh xin cúi đầu chịu tội. Cho người lui. Dạ. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, đến khuyển mã còn biết quay đầu lại. Huống con người khi thức tỉnh lương tâm, cúi xin hoàng thượng mở lượng khoan nhân, cho chúng được bình an quay về cố quốc. Chúng đã biết lánh xa cái ác, thì ta hẹp chi không mở lượng nhân từ. Hãy truyền cho chúng hạ giáo cuốn cỏ, lương thảo thiếu, ta sẵn lòng chu cấp. Dạ. Thái sư. Dạ. Truyền cho mở ngục thất, ta với khanh vào gặp Thạch Xanh. Dạ. Chuyện kể rằng có chàng Thạch Xanh, người con của núi rừng, sinh ra trên đá, lớn cùng soi đá, người đốn củi dưới bao mùa đông giá. Chuyện kể rằng có chàng Thạch Xanh,
sức mạnh phi thường, chém chân tinh giết đại bàng, gây đàn dẹp giặc đẹp tình núi sông. Nào ngờ đâu Lý Thông kia bác ác gian tà, dối trên lừa dưới cướp công của chàng. Nhưng ở đây ta đâu thắng được thiện, để rồi Lý Thông kia trời đất không tha. Đàn kêu tích tích tình tang, vang động đất trời, tạc trong nghĩa miệng tiếng đời ngang.